Sau đây xin mời các bạn theo dõi lần thi thứ hai xe đạp chậm khối 10 giữa 3 lớp, lớp 10A1, 10A5 và 10A6. Thể thức thi đấu là sẽ có một vận động viên nam, một vận động nữ. Có thể nam hoặc nữ đều thi trước được. Sau khi một vận động viên của lớp phạm quy thì vận động viên còn lại sẽ tiếp tục thi đấu. Và các trọng tài sẽ tính tổng thời gian thi đấu của hai vận động viên. Thời gian của đội nào nhiều nhất sẽ giành chiến thắng. Và cái thành tích này sẽ tính chung cho toàn trường chứ không tính từng khối. Hiện tại là 3 lớp 1, 5, 6, lớp 1, A1 đang đứng phía tận cùng bên trái màn hình các bạn. Lớp 10, A5 ở giữa màn hình và lớp 10, A6 ở phía cuối màn hình kia. Như vậy là các vận động viên chính thức và dự bị cùng thi đấu đang có mặt ở trên sân. Như vậy đây là cặp vận động viên của 10A1, vận động viên 10A5 thứ hai và vận động viên 10A5. Như vậy thì Tiến. Như vậy sau khi mà các vận động viên không hiểu về luật chơi thì Tiến đã cho dừng lại và chiếu lại ba đội 1, 5, 6 lớp 10. Bên cùng bên này trái chúng ta chính là như vậy, lớp 10A5 đã phận vận động viên nam 10A5 đã bị loại khỏi trận thi đấu và bây giờ là vận động viên nữ 10A5 sẽ tiếp tục tham gia thi đấu. Lớp 10A6 cũng đã nam 10A6 cũng đã bị loại khỏi thi đấu do phạm quy rồi và lớp 10A6 vận động viên nữ 10A6 sẽ tiếp tục thi đấu. Như vậy vận động viên của lớp 10A1 cũng đã bị phạm quy, đã bị loại ra ngoài rồi. Bây giờ chỉ còn 3 vận động viên nữ 3 lớp, nữ của A1 đang xuất phát. Và đây là 3 bạn nữ, nữ của A1 trong trang phục áo vàng, nữ của A5 trang phục áo trắng và vận động viên áo đen là A6. Như vậy thì vận động viên của lớp 10 A6 nữ đã phạm quy. Trên sân thi đấu hôm nay chỉ còn vận động viên nhất của lớp 10 A1 áo vàng và lớp 10 A5 áo trắng. Vâng, và tôi xin được trong người lập anh dùng đang rất tuyệt vời lưu hóa chiến thắng và thành tích chung của toàn trường dù có phạm quy cả hai lần nhưng thành tích mà nhiều thì vẫn tính. Rồi như vậy thì lớp 10 A5 đã chạm đích trước. Còn hiện nay còn đang lớp 10 A1, vận động viên nữ lớp 10 A1 đang cố gắng điều chỉnh xe chậm nhất có thể. Tuy nhiên thì đã chuẩn bị chạm đích rồi. Rồi như vậy đã chạm đích. Hoặc là chạm đích hoặc phạm quy thì hai đội sẽ dừng thi đấu.